Bộ
tiêu và nhiều được chào mừng đồng chí Bùi Văn Hiền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng về dự theo dõi lễ tham nhận quân hôm nay có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể của huyện, các đồng chí đại biểu đoàn nhận quân sư đoàn 395 quân khu 3, tiểu đoàn công binh bộ tham mưu quân khu, lữ đoàn 144 bộ tổng tham mưu, viện y học cổ truyền quân đội, bộ tư lệnh bảo vệ lăng chủ tịch Hồ Chí Minh. Kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân các dân tộc trong huyện, thay mặt Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, tôi xin công bố quyết định về việc tuyển nhận công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2017. Ngọn lửa đã được lưu giữ bao đời nay là biểu tượng cho khát vọng chiến thắng, cho sức trẻ, cho sự vươn lên của con người. Từ những giá trị lịch sử, văn hóa cổ đại cho đến thời đại Hồ Chí Minh đã được lớp lớp các thế hệ gìn giữ và không ngừng phát triển, xây đắp nên một quê hương Lạc Sơn, mảnh đất giàu truyền thống văn hóa và kiên cường cách mạng, đã và đang xây ra đổi thịt cùng đất nước trong công cuộc đổi mới. Và hôm nay, chúng ta đang được chứng kiến sự tiếp nối truyền thống đó qua phần rất góp của đại diện cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân huyện Lạc Sơn anh hùng và những tân binh đoàn viên ưu tú mới được kết nạp đại diện cho 212 công dân tiêu biểu nhập ngũ, tạo dựng nên hình tượng về sự nghiệp kết nối thế hệ, kết tiếp những chân sử vàng truyền thống của quê hương đất nước. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đang thắp lên ngọn lửa truyền thống cách mạng, ngọn lửa của khát vọng độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đứng lên hồi chống vang tên, mở ra một ngày hội tổng quân đi xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Hôm nay cùng với các địa phương trong tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lạc Sơn long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2017. Thay mặt lãnh đạo huyện và Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, các sở, ban ngành của tỉnh, các đồng chí trong Hội đồng nghĩa vụ quân sự của tỉnh, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, các ngành đoàn thể trong huyện đã về dự chỉ đạo cổ vũ cho ngày hội tổng quân của huyện nhà. Tôi nhiệt liệt chào mừng các đại biểu lãnh đạo các đơn vị nhận quân, các đồng chí đại biểu lãnh đạo các xã thị trấn và nhân dân các dân tộc trong huyện cùng 215 thanh niên trong huyện nhà lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng công an nhân dân nhân dịp đầu xuân Đinh Dậu và lễ giao nhận quân. Xin chúc các đồng chí đại biểu khách quý cùng toàn thể thanh niên ưu tú huyện nhà tham gia thực hiện nghĩa vụ năm 2017 cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc buổi lễ của chúng ta thành công tốt đẹp. Kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân, phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc ta, dựng nước phải đi đôi với nước. Ngày nay khi đất nước hòa bình và thống nhất, nhưng nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và toàn lãnh thể, lãnh thổ của đất nước luôn được đặt lên hàng đầu. Nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 2 tiếp tục khẳng định có hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở phát triển kinh tế, xây dựng đất nước phải luôn đi đôi với việc củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng quân đội nhân dân và công an nhân dân. Cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại luôn sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được đảng, nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó. Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể các đồng chí và nhân dân, hôm nay trong khí thế sôi nổi của mùa xuân, toàn đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2017. Tôi rất vinh dự và tự hào được thay mặt cho 215 thanh niên lên đường làm nhiệm vụ phát biểu trong ngày hội tổng quân hôm nay. Trước hết, chúng tôi xin chân thành cảm ơn cấp ủy, chính quyền và nhân dân, cảm ơn gia đình, nhà trường đã giáo dục rèn luyện chúng tôi có đủ điều kiện để lên đường nhập ngũ, thực hiện trách nhiệm thiêng liêng của người công dân cầm chắc tay súng bảo vệ tổ quốc Việt Nam thân yêu.
trước giờ phút chia tay lên đường thực hiện nghĩa vụ, chúng tôi xin thưa hứa trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện: 1. Tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, xác định rõ trách nhiệm của người chiến sĩ, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự thắng lợi của cách mạng, yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 2. Tích cực học tập, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong, kiến thức quân sự, trình độ kỹ thuật, chiến thuật và chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật của nhà nước, không có trường hợp nào vi phạm kỷ luật, quy định của đơn vị. 3. Đoàn kết, động viên giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, giữ vững mối quan hệ đoàn kết cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và nhân dân địa phương nơi đóng quân. Hòa bình, mùa xuân hay bão tố, em vẫn luôn chờ đợi để được sống bình thường bên anh. Được khen, để được hơn, để được thương, để được giận, để thành trong thành.